Hoa Kỳ lo ngại về các hoạt động của Trung Cộng tại các vùng biển tranh chấp. Hôm thứ Sáu, một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ nói rằng sự hiện diện của một lượng lớn tàu Trung Cộng gần các đảo của Philippines gây quan ngại. Chính phủ Philippines đã phản đối Trung Cộng hôm thứ Năm sau khi quân đội nước này theo dõi cho biết có hơn 200 tàu Trung Cộng lai vãng từ tháng 1 đến tháng 3 quanh khu vực có tranh chấp tên Sandy Cay gần đảo Park asa của Philippines. Joseph Felter, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Nam và Đông Á cho biết, Hoa Kỳ quan ngại về các hoạt động gây hấn của mọi quốc gia, trong trường hợp này là Trung Cộng. Các hoạt động của Trung Cộng là hung hăng và khiêu khích. Felter nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không thiên vị bất cứ bên nào trong các xung đột Biển Đông nhưng cam kết phối hợp với các đồng minh trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để duy trì tự do hàng hải, cởi mở và bảo đảm chủ quyền của các quốc gia không bị xâm phạm. Philippines coi một chuỗi đảo và các đảo nhỏ trong quần đảo Trường Sa, Biển Đông là một thành phố của nước này. Tuy nhiên, yêu sách của Philippines mâu thuẫn với các yêu sách lãnh thổ của Trung Cộng và Việt Nam. Trong vài năm qua, Trung Cộng đã đẩy mạnh các yêu sách lãnh thổ bằng cách biến bảy đảo nhân tạo trở thành các cơ sở quân sự của nước này sau khi chiếm đóng. Đoàn thuyền Trung Cộng đã bao quanh Sandy khu vực gồm ba bãi cát giữa đảo Nhân Subi bị Trung Cộng chiếm đóng từ năm 2017. Hành động này cho thấy Trung Cộng đang gây áp lực buộc các bên tranh chấp phải từ bỏ chủ quyền của họ. Năm 2002, Trung Cộng và 10 quốc gia ASEAN đã ký kết một hiệp định nhằm ngăn chặn sự đối đầu vũ trang trên tuyến đường thủy giàu tài nguyên của châu Á. Đề cập đến các mối đe dọa do chủ nghĩa cực đoan và các nhóm nhà nước Hồi giáo tại Đông Nam Á, Felter cho biết, Hoa Kỳ mong muốn được làm việc với các đối tác về chống khủng bố.